Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Chủ Văn TV. Và đây là cái bộ combo lần trước mình đã mở hộp rồi các bạn. Đã có một video với cái bộ này rồi. Cái này là chuyên ra để còn chế thuyền là C các bạn. Đấy, motor tản nhiệt nước này, NFC tản nhiệt nước luôn. Và hôm nay thì mình sẽ mở một cái bộ combo khác chuyên chế cho xe RC 1.10 các bạn, xe ô tô. Cần một cái bộ này là chuyên là để chế thuyền ấy. Đấy, tản nhiệt nước này. Đây, mình sẽ để gọn sang một bên. Đây chính là cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, một cái bộ motor và điều tốc, một cái bộ điều khiển 2.4 GHz 6 kênh có công nghệ Gigro. Bây giờ thì mình sẽ mở ra các bạn xem nha. Đây các bạn, đây chính là bên trong hộp này. Ở đây thì nó có một cái tay cầm, một cái TXRX các bạn. Cái này điều khiển này thì nó có 6 kênh và nó có tích hợp một cái công nghệ khá đặc biệt của bộ môn LC mà ai cũng muốn có, ai cũng muốn sử dụng. Đó là cái công nghệ Gigro, một công nghệ mà sử dụng cái con quay hồi chuyển để còn có thể điều chỉnh xe chạy với tốc độ cao mà nó có cái độ ổn định cao các bạn. Đó, ai mà đua xe LC thì nên phải có sử dụng cái công nghệ Gigro này. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem là nó sẽ như thế nào nhá. Và tí nữa thì mình sẽ test cho các bạn xem cái công nghệ Gigro này nó sẽ như thế nào và nó sẽ có cái gì đặc biệt so với những cái mà nó không có cái công nghệ này nha các bạn. Đây, trong hộp thì nó chỉ có duy nhất một cái tay điều khiển và một cái mạch thu và một cái mạch phát các bạn. Đó, đây là mạch phát, đây là mạch thu này. Đó, ở đây thì nó ghi từ 1 đến 6 là một từ 1 đến 6 kênh các bạn. Đây có chữ là radio ring này. Đó, cái này thì nó không còn có cái jack pin bởi vì là hai cái này nó sẽ tự động kết nối với nhau trước rồi. Đây các bạn, rất là nhỏ gọn. Đây là cái điều khiển các bạn. Đây, mình sẽ đếm kênh cho các bạn xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 6 kênh. Và đây là mấy cái công tắc, mình nghĩ là cái công tắc tinh chỉnh thôi, chứ không phải là một kênh. Đây cũng là mấy cái công tắc điều chỉnh cái màn hình này. Cái này có màn hình luôn nha các bạn. Đây, mặt bên nó chính là có một cái công tắc này, tắt bật. Và một có một cái data ra cắm. Cái này mình nghĩ là nó update phần mềm các bạn, update firmware. Còn cái DSC này mình nghĩ là nó có thể là giống như mấy cái chạy giả lập trên máy tính các bạn, chạy giả lập trên máy tính mà cái này thì các bạn có thể thấy nhiều ở những cái chiếc điều khiển của máy bay. Nó có thể chạy giả lập được trên máy tính. Nhưng mà mình lần đầu tiên mình thấy cái chạy giả lập ở trên chạy giả lập ô tô ở trên máy tính luôn các bạn. Mình chỉ thấy họ chơi máy bay thôi. Còn ô tô thì chưa thấy các bạn. Đó, truyền cho chơi ô tô nha. Ô tô, thuyền hoặc là xe máy. Xe máy cũng được, xe máy có cái công nghệ này nó cũng ổn định hơn. Nói chung là thuyền, ô tô, xe máy đều được các bạn. Cái công nghệ này khá là hay. Giờ thì mình sẽ lắp pin vào và test thử cho bạn xem nhé. À, trước khi lắp pin vào thì mình sẽ mở đến cái hộp thứ hai trong video ngày hôm nay. Đây các bạn, đây là một cái bộ combo điều tốc và motor. Đấy, nó cũng hết sức là đầy đủ các giấy tờ các thứ nha các bạn. Đấy, hàng chuẩn luôn. Một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Một cái tờ thông số motor các bạn. Đấy, giấy tờ khá là đầy đủ. Wow. To vãi. Đấy các bạn. Đây là cái bộ chơi bộ motor và điều tốc cho xe RC 1.10 các bạn. 1.10. 1.10 là cái dòng khá là phổ thông, nó không quá to và nó cũng không quá nhỏ. Đấy. Dây được dây là dây trong là dây dù và được bọc ở ngoài là một cái lớp dây chuyền các bạn, kiểu như dây chuyền ấy. Đó. Để còn chống nước các bạn. Đây các bạn, đây chính là con điều tốc của motor 3 pha. Đây thì nó có sẵn jack rồi, jack cho mình. Lần trước cho thuyền thì nó không có jack. Đó. Lần này thì nó có jack rồi các bạn. Cái điều tốc này là cho cái motor không chổi than. 60A nha các bạn. Đây, và cái điểm thiết kế khá đặc biệt là hai con tụ nó được là nối dây rời ra các bạn. Đó. Cái này là mình nghĩ là nó sẽ thiết kế bởi vì là nó tiết kiệm diện tích các bạn. Đó, mọi cái mà nó quan trọng thì nó nhồi hết vào bên trong này rồi. Và con tụ này nó sẽ làm dây lôi ra đây các bạn. Thiết kế nó khá là lạ.
Ở những cái chiếc NFC nào cũng vậy các bạn. Motor, à, con tụ thường nó sẽ làm rất là to đây. Hai con tụ này nó cũng sẽ làm lòi ra. Cái này cũng vậy. Đây, nó khá là giống với con điều tốc này của mình. Con điều tốc này của mình là cho motor DC, motor chuỗi than các bạn. Còn cái này là không chuỗi than. Cái này chạy được cho cái những cái loại 775 các bạn nha. Đây, cái loại này thì chạy được cho những cái này. Không chuỗi than. Ở đây thì nó có chữ Layer Star này. Bây giờ thì mình sẽ thử cắm vào và test thử cho các bạn xem ha. Đây, vàng với vàng, xanh với xanh, cam với cam. Đây, sử dụng tạm của pin bias nha các bạn. Đó, và mình sẽ kết nối với cái này. Đây thì nó có 6 kênh này các bạn. Trong quyển sách này thì nó ghi khá là rõ rồi. Kênh ga này là kênh 2 này, đó. Cái này nó rất là quan trọng nha các bạn. Mình có thể biết được là cái kênh nào. Kênh 2 này. VCC gần là D này, VCC giữa gần là D bên cạnh. Đèn. Xong. Ok, bây giờ thì mình sẽ lắp pin vào cho nó nha. Đây, nó sử dụng khá là nhiều pin. Không như con kia, con này rẻ hơn các bạn. Nên nó không có pin sạc như cái con này gọi. Đó. Con này thì sử dụng pin thỏ hoặc là mình có thể độ chế lại những quả pin 2S. Hình như 2S hoặc 3S các bạn. Đây, nó sử dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả. 6 quả, mỗi quả 1,2V thì tầm khoảng hơn 7V các bạn, 7,2V. Đó, ở đây thì nó được 8V các bạn, tức là pin của mình đang đầy đó. Đó, nó cái hiện hiện cả cái tay lái luôn các bạn. Đây là tay ga, ga này, đây là lái này. Wow. Tinh chỉnh khá là sâu luôn nha các bạn. Đây, điều chỉnh các kênh luôn này. Kênh 3 này, cho bên giữa này. Kênh 4 này. Kênh này. Đây là kênh 6 này. Kênh 4 là chiều tắt của bật đây các bạn. Mấy kênh này thì nó có thể là điều chỉnh được. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ cắm luôn con servo này nha các bạn. Đây, kênh lái là kênh số 1 các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm vào servo vào kênh số 1 này. Ngửa lên nha các bạn. Rồi, bây giờ bật công tắc nguồn lên này. Tít tít tít, được rồi. Bật điều khiển lên này. Đó, nhận luôn các bạn. Wow. Cái quạt này nó chạy mạnh kinh khủng các bạn. Rú ầm luôn. Ôi, cái quạt này chạy mạnh thế. Bây giờ các bạn có nghe thấy tiếng gió của nó không? Ôi, nó chạy như máy bay các bạn. Đó. Chạy rất là kinh khủng. Bây giờ mình sẽ thử bật đấy nha. Đó, motor đã chạy rồi. Ga nào. Cái motor này nó chạy êm quá, cái quạt này nó chạy át hết rồi. Hai con đều là cho 1.10 mà cái con này to hơn hẳn các bạn nha. Đây, con này nó có cơ tản nhiệt, con này không có tản nhiệt nhưng mà to hơn hẳn.
Chuẩn bị nào, 1, 2, 3. Bật, bật. Rồi bạn chạy khá là bờ rồ nhưng mà không bằng con này các bạn. Con này chạy nó rách mang dính luôn. Con này chạy thì chưa chưa thể rách được. Con này là 3.650 kV. Con này 4.200 kV. Đó. Các bạn thấy cái tốc độ của nó cũng khá là ok rồi. Đây là cái trục của nó các bạn. Nó rất là to. Nhưng mà khi nối lên trục trên thì nó được gọt bớt lại cho nó nhỏ lại. Để nó phù hợp với những cái bánh răng của xe 1.10 các bạn. Đó các bạn, 3.900 kV. Chạy khá là bền lâu. Thế thì mình sẽ thử lắp con này vào nhá, xem nó chạy rách bánh dính được không. Mình nghĩ là con này nó khỏe. Chứ nó vòng quay của nó thì không có nhanh. Nhưng mà khỏe được cái chơi LC nó cũng khá là ok. Khỏe thì chạy xe nó sẽ tốt hơn. Chuẩn bị nha các bạn. Giật mình. Đó các bạn. Chỉ cần 1-2 giây thôi. Rõ ràng cùng với một quả pin, cùng với một nguồn điện. Nhưng mà với hai con motor nó sẽ có những cái tốc độ khác nhau. Băng dính mới nha, không phải băng dính cũ vừa dán lại đâu các bạn. Rất là mạnh đấy. Ok các bạn, sau cái va chạm nhẹ đấy va chạm nhẹ nhưng mà tốc độ cao đấy thì cái dây anten nó lại bị bay luôn các bạn. Đấy, vậy nó giật tung cả cái mạch của mình lên, không biết là nó có bị sao đâu không. Đó. Nghĩ là cái đấy nó sẽ không ngờ nó bị chạm vào các bạn, giật phát tung cái dây anten. Tốc độ rất là cao. Bây giờ thì nó sẽ không có nhận sóng nữa các bạn, bởi vì nó mất cái dây anten rồi. Bây giờ thì mình phải tìm lại cái dây anten các bạn. Nó quấn mà nó bay đầu các bạn.
Ok các bạn, và cuối cùng thì cũng đã xong rồi. Đấy, nhẹ mà phát ra 3 cái dây mà mình đã phải mất gần 2 tiếng để còn có thể sửa được cái này các bạn. Đứt dây nó là chuyện bình thường, hàn vào thì nó cũng chỉ đơn giản thôi, một cái dây chống nhiễu và một cái dây lõi ở bên trong. Đây chính là cái sợi dây cao tần các bạn. Và khi mà đứt cái dây này ấy, nó giật tung cả cái mạch lên các bạn, tung cái mạch này lên và làm cho mấy cái dây, cái mạch ở bên dưới này nó bị đứt. Mình đã hàn lại nhưng không được, rồi ngồi tìm mãi xong rồi mới phát hiện ra là cái mạch này nó có hai mặt. Mặt trên là nó có mạch và mặt dưới nó cũng mạch, và mình chỉ có câu nguyên mặt trên thôi và không có được, nên là mình đã phải lột ra và câu lại cái mạch dưới này đó, cái câu cái sợi đồng các bạn đó, một sợi ở đây và một sợi ở đây câu xuống dưới, và cuối cùng thì cũng đã được rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử test lại một lần nữa cho bạn xem nha. Đây, không câu, không câu là nó không có nhận sóng các bạn. Sợi dây này thì mình đã cắt ngắn đi một chút. Đó, hay chưa là được các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ gắn mắt thôi. Nó lại trở về cái trạng thái ban đầu. Đó, sai một ly đi một giọng ngay. Mất ngay 2 tiếng của mình. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ xem qua những cái tính năng chính của chiếc tay điều khiển này nhá, xem nó có cái gì đặc biệt so với tay điều khiển khác nhá. Đây, mình sẽ bấm một lúc hai cái phím Shift và cái phím Enter này. Đấy, nó sẽ cho mình ra một cái số menu điều chỉnh của cái tay điều khiển này nha các bạn. Đấy, nó có 20 mục. Nói chung mình sẽ đi qua một số cái chính thôi. Đây là cái điều khiển được sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc này. Mode này, ship, có chế độ phanh ABS nha các bạn. Đó, xe CRC nhưng mà nó có chế độ phanh ABS, tức là mình phanh và nó cứ đóng nhả liên tục các bạn, giúp cho nó không bị quay lốc lốc các bạn. Đó, những khúc đường trơn mà các bạn phanh mà các bạn bó cứng lại thì nó sẽ rất là nguy hiểm ấy. Đây nó có phanh ABS luôn. Đấy, nó có cho phép mình điều chỉnh các thông số như là độ nhạy của phanh ABS này các bạn, độ nhạy rồi là thời gian mở của phanh các bạn. Nói chung nó chỉnh rất là sâu. Cái này là bạn nào chơi chuyên nghiệp thì sẽ rất là thích cái này đấy. ABS này. Nó có thể điều chỉnh được các kênh, vị trí của kênh các bạn. Và đây là công nghệ Giro, công nghệ rất là quan trọng đấy. Đây thì mình sẽ test cái này. On VR này. Đấy, mình sẽ chỉnh độ nhạy lên 100%. Enter. Bây giờ thì mình sẽ kiếm một cái xe mà có ấy để mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, đây bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắm nhá. Ở đây thì nó có servo này, mấy con xe kia của mình thì nó tích hợp cái mạch điều khiển xong rồi, nó không có servo. Mỗi con này có servo thôi. Cái xe này chính là cái xe đợt trước mình đã chế cái động cơ phản lực vào đây này. Và mình lấy ra mình chế thuyền rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử test lại cho nó cái bánh lái của nó sẽ hoạt động như thế nào nhá. Kênh 1. Đây, mình sẽ cấp nguồn vào cho nó. Cái này nó sử dụng cái con quay hồi chuyển nhá, nên các bạn phải cố định lại cái RX này. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ kích hoạt cái tính năng Gyro trên cái chiếc xe này nhá. Nhấn 3 phát vào đây, nó có công tắc các bạn. 1, 2, 3. Đó, cái đèn nó chuyển sang màu đỏ là bắt đầu kích hoạt rồi.
Đó, đang đi này, xe nó bị lạng phát này. Nó tự đánh lái về. Đó. Không hề điều khiển nha các bạn. Điều khiển này. Nó để tắt cái tính năng này thì các bạn chỉ cần nhấn 3 phát vào cái công tắc đấy là nó sẽ tự tắt. Đó. Tính năng rất là thông minh. Khi mà các bạn tăng tốc đột ngột ấy thì nó sẽ đánh lái cho bạn không bị lạng. Nhiều khi mà các bạn tăng tốc mạnh quá từ cái ví dụ từ 20 30 lên phát đến 60 70 phát chẳng hạn đó. Bánh nếu mà nó bị lạng là các bạn không xử lý kịp phát là nó sẽ đâm vào tường hoặc mất lái, lật xe. Đó, nhưng mà công nghệ này thì nó sẽ giúp cho xe của bạn đi thẳng hoặc là những pha vào cua. Đó, nó sẽ drift rất là đẹp mắt. Đó là cái công nghệ Geek Pro, một cái tính năng rất là ăn tiền của xe RC. Ok, và nói đi nói lại mà quên mất báo giá cho các bạn luôn. Đó, bây giờ thì mình xin được báo giá cái này nha các bạn. Giá này của mình mua là cái motor và cái điều tốc này nó có giá là 800.000. Và cái bộ điều khiển này bao gồm điều khiển TXRX và có rất là nhiều những công nghệ hay thì nó có giá là tầm khoảng 1 triệu, tầm 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 các bạn. Đó, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6, 6 kênh. Ok, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.